Theo yêu cầu của rất đông các bạn muốn Vịnh Khuyên chia sẻ cái món nem chua mà hôm nay mình mới có thời gian chia sẻ được. Đây là thịt bò Vịnh Khuyên mua, thịt đùi, sao cho nó đừng có mỡ cũng như là đừng có gân. Ở đây là 1 ký 203 gram, nhưng mà mình chưa có lọc mỡ gân. Ớt bao nhiêu cũng được, còn tỏi thì khoảng 1 củ to. Bì thì sẽ sử dụng hết một gói này luôn là 500 gram bì. Đây là gói gia vị để làm nem. Bước đầu tiên thì mình sẽ đi rửa cái phần bì này. Thịt mình chưa làm, mình phải bỏ trong tủ lạnh. Nếu không là mình chờ ở đây một hồi thịt nó sẽ hư. Do là ở trong đây nó có nhiều mỡ gì đó, mình sẽ phải rửa nước ấm và mình rửa nhiều nước. Rửa đến khi nào mình nhìn mình thấy cái nước nó trong thì thôi. Sau khi mình rửa xong, bây giờ mình sẽ đi nấu một bình nước sôi. Ở đây là rau răm, hôm trước mình khuyên trồng tháng 3 đó. Bây giờ nó ra quá trời luôn, nó ra nhiều, thật nhiều, dài luôn nè. Cũng giống như lần trước mình khuyên chia sẻ, mình sẽ ăn những cái lá chưa cái cọng mình trồng tiếp nha. Rau răm mình sẽ rửa cho thật là sạch, sau đó mình để cho nó ráo nước thật là khô. Sau khi nước sôi, mình sẽ chế vào trong đây. Mà mình trộn nhanh qua như thế này. Rồi lấy lên luôn. Và sau khi mình trộn xong như thế này thì cái phần bì không có bị chảy. Nếu bị chảy là chút nữa mình làm nem hư đó. Lưu ý là không có nấu ở trong nồi. Xốc lên cho nó ráo nước. Mình khuyên chia sẻ cái cách rửa cho thật là kỹ để cho mình làm thành công. Bởi vì một số bạn làm không thành công do mình làm cái phần bì không đúng rồi đó. Dùng tay ép mạnh cho ra hết nước. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 nè. Mình khuyên mua ngày 25 tháng 6 mới hết hàng, tức là còn 9 ngày nữa. Thật như vậy mình làm mới thành công. Còn nếu như đó là mình khuyên muốn trả lời một số bạn hỏi mình khuyên là tại sao mình làm nem bị hư, tức là nó không có dai rồi nó lại bị chảy nước, là do thịt nó không tươi. À, lưu ý mình nhớ mua thịt trong hộp cho nó sạch. Sau đó mình dùng cái giấy làm bát mình lau qua, giống như làm giò lụa, không rửa thịt. Nếu mình rửa là làm nó dễ bị hư. Giả sử như mà mình ở những nơi người ta để hở đó, thì mình có thể nhờ người ta cắt lấy phần bên trong, sao cho thịt này nó không có được ướt. Nếu nó ướt và nó hư đó, bây giờ mình sẽ cắt bỏ hết cái phần gân và mỡ ra. Nếu như mình ở những nơi mà khí hậu nóng thì cần phải để cho thịt thật lạnh mình mới làm, nếu không là hư liền giống như chả lụa. Trong gói nem người ta cũng có ghi là thịt nó phải lạnh đó. Bây giờ thịt lạnh, rất là lạnh. Nếu như mà mình có máy xay thì sẽ sử dụng cái kích cỡ là 4mm. Thịt sau khi mình xay xong, mình sẽ cho vào trong đông đá cho lại. Phần bì, sau khi nãy giờ mình rửa xong, mình để cho nó nhiễm nước hết rồi. Bây giờ mình dùng một cái khăn giấy, mình đổ ra để mình làm cho nó khô. Cần làm khô. Lau cho nó khô nha. Và đã khô luôn rồi. Mình cắt cho cái bì nó ngắn lại. Mình cho vào trong tủ lạnh. Có thể sử dụng lá đinh lăng nè, lá ổi nè, hoặc là lá dông. Mình khuyên làm với lại rau răm bởi vì mình không có những cái lá đó. Bước tiếp theo mình sẽ làm thính. Trong một cái nồi mình cho gạo vào. Mình để lửa lên và đảo từ từ cho đến khi nó vàng. Sau khi rang lửa nhỏ mình khuyên được cái gạo này. Bây giờ mình sẽ chờ cho nó hơi nguội nguội chút xíu. Mình sẽ cho vào trong cái cối nhỏ.
Và cái cối này là cái cối hai lưỡi dao ở đây. Mình sẽ cho vào để mình xoay nha. Thành ra là cái thính gạo. Mình khuyên cho 4 tép tỏi nhỏ. Đây mình được cái tỏi bằm rồi. Nếu mình thích ăn nhiều thì cho nhiều, bởi vì mình khuyên không có thích nhiều tỏi. Phần ớt mình sẽ không xay mà mình sẽ cắt nhỏ ra, bởi vì ở nhà có con nít. Nếu như có máy quét thì anh chị em và các bạn có thể sử dụng, còn không thì mình sẽ cho vào bao ni lông giống mình khuyên nè, mình nhồi. Thịt sau khi mình cho vào trong tủ lạnh nãy giờ một tiếng, bắt đầu nó đông xúp đá giống chang như là hôm trước mình làm chả lụa đó. Gia vị này mình có thể tự điều chỉnh sao cho phù hợp với lại khẩu vị của gia đình mình nha. Ở đây là 1 kg 2 thịt thì mình khuyên cho vào đây 1 muỗng cà phê vuông muối, 4 muỗng canh đường. Lượng đường này mình cho nhiều một chút thì cái nem của mình ra nó mới dẻo ngon. Mình nên sử dụng cái tiêu giả dập. Mình khuyên cho gần 1 muỗng canh. Thính gạo lúc nãy mình rang xong, mình cho 2 muỗng canh, gạt ngang. Cái flat bitter mình lắp vô để mà mình quết. Và cái này nếu như anh chị em và các bạn mình có cái máy xay, mình cũng có thể cho vào. Bây giờ mình sẽ để tốc độ chậm, mình quết. Mình nhìn vào mình thấy nó đều rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho tỏi với ớt vô luôn. Cái gói bột này mình mở ra trong đây mình sẽ thấy nó có một cái gói này. Gói này mình sẽ cho sao. Còn cái đây là phần gia vị nè. Một ký hai thịt thì mình sẽ cho 2 gói. Nhớ là mình sẽ chừa cái gói nhỏ này mình cho sao. Bọc lên và mình quết cho nó đều gia vị. Số nhỏ nhất. Tùy vô. Mình sẽ bật máy và từ từ mình cho. Số nhỏ nhất nha, từ từ để nó văng. Cái này mình làm một cái lượng 1 ký 2 là nó hơi nhiều so với cái máy này. Cho hết 2 gói luôn, theo như cái công thức là 1 ký đó. Vẫn với tốc độ chậm, mình sẽ quét tiếp nha. Nhớ là số nhỏ thôi để không nó văng. Nếu mà anh chị em và các bạn làm cái máy nhỏ như mình khuyên nè, đây là máy 48, thì mình cần phải làm ít thôi. Làm nhiều cho nó chạy lên tới đây luôn. Thịt bây giờ nó chín lên và nó tái màu đi. Nó không còn giống như lúc đầu nữa. Mình múc lên không được luôn á, nó dẻo á. Em này nó đạt, rất là dẻo. Rồi bây giờ mình khuyên gói đây. Ở đây là tỏi, mình sẽ cắt lát dày 1 mm. Và ớt thì cắt sao cũng được, có thể bỏ hạt hoặc là không. Mình sẽ dùng 1 cái bao thực phẩm nè. Mình sẽ cho vào đây 100g nem. Sau đó thì mình sẽ dàn cho nó ra đầy hết, từ bên đây đến bên đây là 20cm. Và mình bóp chặt. Và mình cũng có thể làm như thế này, giống như mình khuyên nha, ép chặt vô. Đặt xuống rồi cuộn. Cuộn cho nó chặt lại. Vừa cuộn mình vừa kéo về cái phía mình nha. Rồi, như vậy là xong rồi đó.
Mình sẽ dùng một cái bao giữ tươi cho thực phẩm, chiều dài khoảng 34 cm. Nêm lúc nãy mình cho vô. Rau răm này nó to lá ghê chưa. Có thể cho thêm một chút xíu tỏi vào chính giữa, một chút xíu ớt. Sau đó thì gói lại, chặt lại nha. Mình sẽ lăn, quấn cái đầu này lại, siết chặt, quay cái đầu qua bên đây, lăn ngược lại, lăn hoài cho đến nó khoảng còn lại khoảng 15 cm. Mình càng lăn nhiều, mình càng siết nhiều thì nó càng dồn ngắn lại. Do đó mình canh, mình lăn chừng khoảng 15 cm cho đều nhau. Siết dây luôn. Cuối cùng dùng kéo cắt bỏ. Cắt bỏ. Và tiếp tục mình sẽ làm thành những cái như thế này. Mình cũng có thể lăn sơ lại một cái cuối cùng để cho nó dễ nè. Và ở đây mình khuyên có được vừa làm xong 3 cái nè. Và tiếp tục mình sẽ làm cho hết những cái còn lại nha. Và thêm một cách gói thứ hai, đó là mình sẽ sử dụng cái bao thực phẩm to hơn. Bao này 3 lít. Nó có cái chiều ngang nó là 25 cm. Sau đó thì ép xuống. Mình cán ra. Mình cần phải cán cho nó thật chặt để cho miếng nem của mình nó dẻ. Dày như vậy là được rồi nè. Cho tỏi. Tỏi và ớt đi theo cái hàng vậy nè. Cán qua cho phần tỏi ớt nó dính chặt vào. Lưu ý là mình làm nem mình nhớ làm cho nhanh, chứ không cái phần thịt kia lâu quá nó hư đó. Và bây giờ mình gói cái phần này lại, mình để qua một bên. Mình chờ cho nó lên men. Khoảng 2-3 tiếng đồng hồ sau thì cái phần này nó sẽ cứng lại đó. Và đây là toàn bộ phần nem mình vừa gói xong. Phần này bây giờ nó cũng đã cứng rồi nè. Và bắt đầu nó chuyển màu đỏ. Lúc nãy mình gói mình thấy nó đen đó, bây giờ nó chuyển đỏ lên. Mình sẽ chuyển cái miếng này, mình bao thêm một cái lớp ni lông nữa để cho nó kín hơi đó, để nó lên men. Mình sẽ đẩy hết không khí ra. Sau đó thì gói lại. Sau khi mình dán cái băng keo này lại xong nè, mình sẽ để ở nhiệt độ phòng, tức là nhiệt độ 25 độ C. Và mình khuyên để một ngày, sau đó thì cho vào trong tủ lạnh. 2 đến 3 ngày sau thì nó chua mình ăn được. Và nếu như mà mình ở những nơi mà có khí hậu nóng đó, sau khi mình làm xong, mình sẽ để khoảng 2 tiếng hoặc là 3 tiếng thì mình sẽ cho thẳng vào trong tủ lạnh. Mình đừng có để lâu ở ngoài, bởi vì mình để lâu ở ngoài nó sẽ bị ra nước đó. Do là Bình Khuyên ở đây trời lạnh đó, nhiệt độ trong phòng nó là 22 độ C thì Bình Khuyên để một ngày. Sau khi mình băng keo lại nè, mình để một ngày rồi, vì nó cứng. Một ngày tức là khoảng 12 tiếng đó. Là cái này ở đây. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong tủ lạnh. Cái phần này mình cho tủ lạnh nha. Tủ lạnh tức là khoảng 5 độ C đó. Mình để 2-3 ngày sau thì có thể chua ăn được. Còn cái phần này thì mình sẽ cắt ra và mình cho rau răm lên. Rất là dễ luôn đó. Rất là dễ. Chắc ơi là chắc luôn. Như vậy nó mới ngon. Ngon ha, nhìn rất là ngon luôn đó. Cái này mình phải để 3 ngày sau mới ăn được. Rau răm nè, mình gói qua. Rồi dùng bao ni lông mình gói lại nha.
Xong rồi, tiếp tục mình khuyên sẽ gói cho hết thành ra những cái miếng nem như thế này. Rồi sau đó mình cho toàn bộ vào trong tủ lạnh, mình để ở nhiệt độ 5 độ C trong 2 đến 3 ngày thì mình có thể ăn được. Và đây là nem của mình, sau 3 ngày mình khuyên lấy ra để gần lại anh chị em và các bạn nhìn thấy nè. Ngon chưa? Màu rất là đẹp luôn đó. Và bây giờ nó đã chua rồi, mình đã kiểm tra thử rồi. Nếu thích thì anh chị em và các bạn có thể vào bếp và làm. Rất là ngon luôn đó, thực sự luôn. Đây nè, ngon ghê chưa? Cái mặt nè, nó phẳng như thế này. Nhìn ở đây, anh chị em và các bạn nhìn thấy ngon không ạ? À? Cái mặt nem rất là phẳng luôn. Và nó dẻ chắc. Và mình sẽ lưu ý những gì mình khuyên chia sẻ để mình làm thành công món này nha. Một lần nữa mình khuyên chúc anh chị em và các bạn thành công món này.